Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2024. Bây giờ là khoảng 9 giờ 15 phút các anh chị. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần và cũng là mùng 4 tháng 5 âm lịch. Như vậy là ngày mai là mùng 5 tháng 5 rồi quý cô chú anh chị. Tết Đoan Ngọ, Tết giữa năm, phải nói là cái thời gian trôi qua quá là nhanh. Mới đây mình ăn cái Tết nguyên đán, nay đến giữa năm rồi quý cô chú anh chị. Và để mở đầu video buổi sáng ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Phạm Thế Hiển thuộc khu vực quận 8 Sài Gòn. Hướng đi thẳng trước màn hình các anh chị là chúng ta sẽ ra chợ Phạm Thế Hiển, ra cầu Chữ Y. Còn hướng chiều ngược lại sau lưng mình là hướng ra xóm Đạo, ra cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và. Nói đến cúng mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, chúng ta không thể nào thiếu một cái món bánh truyền thống các anh chị, đó là bánh ú. Và trong cái video buổi sáng ngày hôm nay, mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một cái xóm làm bánh ú lá tre rất là nổi tiếng tại quận 8. Cái xóm này là nằm trong một cái con hẻm nhỏ, men theo những cái dãy nhà sàn ven cái dòng kênh đôi các anh chị. Rồi sau đây chắc mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ qua bên đường, mình đi vào cái con hẻm này nằm bên đường các anh chị. Mình sẽ vào bên trong cái con hẻm này cập nhật cái không khí trong cái dịp Tết Đoan Ngọ này như thế nào nha các anh chị. Hủ tiếu bì, bún bò viên khai trương, mới khai trương các anh chị. Nó nằm bên hướng bên bên đây, bên cái dãy nhà sàn này các anh chị. Khúc trên đây mình đi khoảng vài chục mét là mình tới ngay cái đầu hẻm. Ở bên cái dãy này các anh chị, ở khúc trên là cũng có bán bánh ú ở trước màn hình các anh chị. Ở đây là có bà con người dân, người ta đang bán bánh ú nè các anh chị, khúc dài khúc trên luôn, rất là nhiều đó, bánh ú lá tre. Mình đi vào con hẻm, sau đó chúng ta sẽ vòng ra mình đi khúc trên. Khúc trên là bán bánh ú và rất là nhiều. Chúng ta đã đến ngay cái con hẻm, đối diện bên kia đường là ngay cái, mình thấy là cái chi cục thuế quận 8 các anh chị. Đó, đây ngay cái con hẻm, mình sẽ đi vào bên trong. Đây có cái bảng có địa chỉ nè các anh chị, hẻm 1172 Phạm Thế Hiển, lộ giới 2m40, 4m50. Rồi chúng ta bắt đầu vô nha các anh chị. Sáng hôm nay thì Sài Gòn trời tiếp tục âm u các anh chị. Các anh chị nhìn thấy bầu trời là một màu đen xám sực, chuẩn bị một cái cơn mưa đó các anh chị. Mình chắc nói sơ qua về cái ý nghĩa của cái Tết Đoan Ngọ này. Tết Đoan Ngọ này hay còn được gọi là Tết Đoan Dương. Nó được tổ chức là vào giờ ngọ các anh chị, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Con hẻm mình sẽ, ở đây có nhà bán nè các anh chị. Mình sẽ rẽ phải. Tết Đoan Ngọ là một cái ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Á Đông, như là Việt Nam mình các anh chị, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Đoan có nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian là từ 11 giờ trưa cho đến 13 giờ chiều. Ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa các anh chị. Đoan Ngọ tức là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất. Ở đây có một nhà người dân ta đang làm bánh ú đó các anh chị, có một cái anh đang chở đi giao bánh ú. Mình sẽ đi dài dài vào bên trong cái con hẻm này. Ở đây nhà bà con người dân người ta làm bánh ú rất là nhiều. Đó tiếp tục này các anh chị. Đó các anh chị sẽ làm bánh ú quá trời luôn.
Một chút là đi vào bên trong là có nấu cái anh chị mấy cái nồi mà nấu bánh ú rất là lớn. Ở Việt Nam thì Tết Đoan Ngọ còn được gọi là với cái tên là khá dân dã là Tết giết sâu bọ các anh chị. Hiểu đơn giản đây chính là cái ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Ở trước màn hình các anh chị đây là nhà một nhà người dân. Đó, các cô, các thím, các má đang làm bánh ú. Dạ chào cô, con quay một tí cho cô. Dạ Tết này mình làm bao nhiêu cái cô? Dạ ý nó còn là Tết Đoan Ngọ này là mình làm mấy ngàn cái không biết rồi. Dạ Mình nán một chút xem cô gói bánh ú như thế nào nha các anh chị. Có đó nhân đậu xanh nè, đó vo tròn ở ngay cô thì ngay cái nguyên một cái thau thau nếp. Đó, quay sát vô cho các anh chị xem. Đó cô gói bánh ú rất là khéo tay. Đó xong rồi cột dây. Dây này chắc dây bàn. Đó cột lại xong rồi đem đi nấu. Đó, các anh chị thấy là cô gói cái bánh ú nhìn rất là đẹp. Rồi mình đi tiếp nha. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ mình đi qua bên đây có một qua bên đây xem một bạn nữ đây. Đó nếp quá trời luôn. Mình xem một chút rồi mình đi dài xuống hẻm nha các anh chị. Đó hai thau nếp. Nhanh ha các anh chị thấy nha, tại do là làm quen rồi các anh chị, mình vô mình gói mình không biết làm, mình không biết gói làm sao luôn. Đây ở bên trong đây là cũng một nhà người dân đang làm bánh ú. Dạ hai, dạ chào cô. Ở ngoài đây thì có chị đang làm nếp. Dạ đó, chị đang rửa mấy cái nếp đó các anh chị. Rồi mình đi tiếp nha, qua bên đây, mình qua bên đây mình xem mấy cái nồi mà nấu bánh ú nè các anh chị. Đó, nấu bằng củi. Các anh chị nhìn thấy ra cái nồi là các anh chị biết rồi. Là trong ngày đó các anh chị cái nồi trời ơi bám đen hết. Đó, nắp là phải lấy hai cái cục gạch kê lên để cho chặt cho kín hơn mau chín đó các anh chị. Đó là đây là củi. Đó các anh chị thấy nè, để củi ở đây. Rồi thôi mình đi tiếp nha các anh chị, mình sẽ đi dài dài xuống cái con hẻm này. Đó bên tay trái màn hình các anh chị phía sau là nguyên một cái dãy nhà xóm nhà sàn. Đó đây có cho thuê nhà nữa nè. Đó trong đây cũng vậy đó các anh chị thấy nè, đó nguyên gia đình. Đó nguyên gia đình làm bánh ú. Một năm chỉ có một lần thôi các anh chị. Đó để mình quay. Đó nguyên gia đình làm rất là vui. Mải mê làm các anh chị, mình quay không biết. Rồi thôi mình đi tiếp nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy là bầu trời xám xịt luôn, chuẩn bị mưa đó các anh chị. Ở bên hẻm bên đây là có mình thấy bên trong là có chú đang nấu mấy cái nồi bánh ú. Mình đi vào mình xem thử. Bánh hả? Có ngoài đây là củi thấy để quá trời, mấy cái cây gỗ mà cũ đó các anh chị. Đó để làm củi. Dạ con chào chú ạ.
Chú không nghe. Dạ con chào chú ạ. Chỗ con quay một chút nha chú. Đó, bốn nồi luôn. Bốn nồi rất là lớn cái gì. Đó, bánh ú. Đó, tới mùa thì một năm thì có một lần. Sớm này rất các anh chị thấy là không khí khá là nhộn nhịp, củi quá trời luôn, tất bật. Hôm nay là chủ nhật nữa nên là trong gia đình ai nghỉ làm đó, đây quỳ thấy dễ thấy nè các anh chị đó, ở nguyên gia đình làm. Hôm nay chủ nhật ai nghỉ làm vào phụ cho kịp giao. Dạ chào cô. Dạ đó, cho kịp giao bánh ú rồi mình đi tiếp nha các anh chị. Vui một chải luôn, làm bánh ú rất là nhiều các anh chị. Hôm nay mình đi trễ là khoảng đi mấy ngày trước thì khá là nhộn nhịp, làm rất là nhiều các anh chị. Ngày mai là Tết rồi nên là đó, ngay chỗ này là các anh chị thấy không, bên đang ốc bên tay phải đây là cái quán nhỏ, quán ăn, còn đây cũng làm đó, tiếp tục nhà bà con người dân người ta đang làm bánh ú nữa. Ở bên trong là những cái thau nếp rồi đậu xanh phải đem ngâm các anh chị, đem ngâm cho nó nở ra, đậu xanh cũng vậy, đem ngâm cho nở ra. Đó, nhìn cô đang gói bánh ú nè các anh chị, thấy là cái bánh ú rất là đẹp. Rồi đây là ngay tạp hóa bán bánh đó, còn đây là ngay cái quán bán bánh canh hết rồi, mình nhìn mình thấy cái nồi hết rồi. Ở một cái quán nhỏ, quán ăn ở trong cái con hẻm. Ở bên tay trái màn hình các anh chị là nguyên một cái phía sau là cái xóm dãy nhà sàn, nó quen cái kênh đôi các anh chị, và tương lai là cũng dãy tỏ. Ủa trong đây nữa nè, đó rất là nhiều. Đó, các anh chị thấy không, nhà nhà trong hẻm ai cũng làm, lớn lớn nhỏ gì cũng ra làm. Đó, bánh ú. Đây là các bạn trẻ phụ gia đình mãi mê làm, mình nói chuyện không nghe luôn, quay sát vô. Đó, thấy đeo bao tay đồ rất là vệ sinh đó các anh chị. Đó. À, rồi thôi mình đi tiếp. Đó. Tập trung làm quá. Ô đây có một nồi nè, đó một nồi nấu này, nấu ga các anh chị, mình thấy bình ga nè. Có nhà thì nấu củi, có nhà thì nấu ga. Rồi thấy nhiễu hột rồi các anh chị. Rồi các anh chị thấy hôm qua mưa quá trời, buổi chiều Sài Gòn mưa lắm. Các anh chị thấy cái nền nè, nền ngay cái hẻm nó còn ướt. Đây có một cái nhà ngay chỗ này cũng đang làm. Quy một cái thao bánh đậu xanh luôn, vo tròn lại. Ở đây thì có hai cô đang làm đó các anh chị thấy đó, bánh ú đó là từng sâu từng sâu, bánh đậu xanh. Dạ chào cô. Dạ này cô đang làm. Dạ kỳ này cho lên sóng. Dạ rồi thôi mình đi các anh chị. Này cô rất là vui tính đó. Đây tiếp tục. Đó, tiếp tục làm bánh ú ở đây, quá trời đông, rất là đông. Đó các anh chị thấy đây là nguyên đại gia đình. Dạ chào cả nhà. Dạ tập trung làm quá các anh chị, khi nói chuyện không nghe. Xe đang đi qua. Đó, mình đi vô đây đi sát đây các anh chị. Đó chú cũng làm luôn. Mấy chú làm thì cũng khéo tay đó các anh chị đó. Đậu xanh. Mình đi dài qua đây. Dài qua đây coi các cô làm. Đó các anh chị thấy là có đó, có anh này anh làm nữa nè, chứ đâu phải các cô vừa họ làm không. Khi một cái thau bánh ú các anh chị nhìn thấy rất là đẹp. Rối xong xuôi hết rồi là đem đi nấu. Rồi mình đi tiếp nha các anh chị. Đó. Mình đi tiếp vào bên trong còn nữa hay không đây. Cứ đi coi. Các anh chị thấy nhà thấp thấp không ạ? À? Trong đây mình thấy có nè. Để mình quay.
cô cũng đang làm trong đó. Có một người làm thôi. Mình tiếp tục. Gió quá trời, các anh chị thấy nè. Cây đó là gió quá trời, chuẩn bị là mưa rồi các anh chị. Chuẩn bị mưa. Đó, các anh chị nhìn ngay bầu trời nè. Mây đen luôn, xám xịt luôn. Mình thấy nó nhiễu hột rồi đó. Nếu mà có mưa thì chắc mình xin phép là ngừng nha các anh chị. Thấy mưa quay không được. Đó, ở đây là cũng có một nhà bà con người dân đang làm. Dạ chào cô ạ. Đó, nguyên gia đình làm luôn. Quay sát lại. Ở bên trong là hình như nấu. Nấu xong rồi các anh chị, cái màu nó hơi vàng vàng. Rồi thôi mình đi. Ý, ở đây có đó, đây ngay cái nồi nấu bằng ga các anh chị. Đó, cái nồi sôi bốc khói luôn. Không biết bên trong còn không. Đó. Hôm nay chủ nhật nè, mấy em này nghỉ học. Ở bên trong còn, bên trong còn. Đó, tiếp tục. Cũng hai cô. Đó, các anh chị thấy treo mấy cái dây bàn. Quá trời luôn. Bánh ở đây đa số là làm bánh ú lá tre các anh chị. Đó. Quay sát vô nè, nhìn cô đó. Nếp thì sống các anh chị, nếp thì sống. Chỉ có đậu xanh thôi. Đậu xanh nấu chín xong rồi mới vo tròn lại. Rồi thôi mình đi nha các anh chị. Đó, đi vào bên đây coi. Đó, xa xa mình thấy có hai cái nồi đang nấu. Đó, đây nguyên đại gia đình đây luôn. Dạ. 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 Cho lên sóng luôn chị. Trốn nợ. Dạ, dạ. Các anh chị thấy nguyên gia đình làm rất là vui. Đó, đây là vơ mấy cái lá. Rồi mình đi ngay nha. Đó, đây là hai cái nồi. Đây này là nấu ga, nấu bằng ga các anh chị. Hai cái nồi sôi ùng ục luôn, khói quá trời luôn. Bên trong là hình như chắc hết rồi các anh chị. Mình sẽ vòng ra. Mình đi thẳng vào bên trong đó là ngay cái bên hông cái cầu Chánh Hưng các anh chị. Đó, chắc mình quay ra mình sẽ đi ra ngay cái đường Phạm Thế Hiển. Mình đi ra cái cập nhật cái tình hình ngay trên cái đường Phạm Thế Hiển là bà con người dân người ta cũng nấu qua trong đây nè các anh chị, đem ra ngoài đường bán rất là nhiều. Mình ra ngoài đường mình cập nhật một chút nha các anh chị. Đó, ra ngay cái con hẻm này. Ở đây cái hẻm là ra ngay cái đường Phạm Thế Hiển luôn các anh chị. Con đường Phạm Thế Hiển cách đây cũng mấy tháng là cái xóm nhà sàn bị cháy đó. Không biết các anh chị có biết không, mình có đến mình quay. Đó, nếu mà rẽ trái là ra ngay chỗ cái đoạn ngay chỗ cái xóm nhà sàn bị cháy đó các anh chị. Cái rẽ trái là ra ngay chỗ cầu Chư Y á. Rồi mình ra ngay cái đường ngay chỗ này. Ở bên đây mới ra thấy có người bán nè các anh chị. Đó, bán bánh ú đây rất là nhiều. Bên kia đường đó là ngay cái trường Chánh Hưng. Đó. Đó, bài mấy cái bàn ở đây bán bánh ú. Đa số là bánh ú nhưng ngọt các anh chị. Đậu xanh đó. Hai, dạ, dạ. Đó, đi thẳng ra là chúng ta ra ngay cầu Chư Y. Bên kia là trường Chánh Hưng. Trường cấp 2. Hôm nay là chủ nhật, nghỉ hè rồi các anh chị. Nghỉ hè đó, tiếp tục bên đây. Đó, bà con người dân người ta đang mua. Đó, các anh chị thấy là không khí rộn ràng. Đó, buôn bán. Đó, mua về. Ở chợ ở Sài Gòn thì trời, gió quá trời. Các anh chị nhìn cái cây kìa. Thấy hôm mình đi lên thẳng lên trên. Đó, vậy mình sẽ đi dài dài lên trên nha các anh chị. Đó, các anh chị nhìn cái cây nè. Cây trứng cá phải không ta? Cây trứng cá quá. Đó, đây cũng có người bán nè. Đó. Vui một dải luôn. Khúc trên mình thấy đã quá trời bà con người dân người ta ghé người ta mua.
đây nguyên một chiếc xe luôn. Giờ mưa mình thấy là nhiễu hột rồi các anh chị. Dạ hai, dạ. Dạ hai hai, chào chào, dạ chào hai chị. Dạ. Đó, ở đây cũng đó, bà con người ta đang ghé mua bánh ú về để cúng đó các anh chị. Đó, bán chôm chôm. Đang vô mùa trái cây, chôm chôm, trái vải. Rất là nhiều. Rồi mình tiếp tục. Đó các anh chị, một chờ nè. Ồ mây mây đen kéo đến nè. Một màu đen thấm sịt. Mình thấy là mưa đang nhiễu trên tay mình đó các anh chị. Ngay cái tay cầm mình quay nè. Đó, tiếp tục ở đây. Gió thổi các anh chị nhìn nè. Đó, nhìn cái tấm bạc để cái bàn nó gió thổi quá trời luôn. Đó, bánh ú. Bánh ú lá tre. Đa số là bánh ú lá tre các anh chị. Không có bánh ú gì quên rồi. Bá Tràng. Ngày mai là mình sẽ chắc đi quay ngay cái khu vực chợ lớn các anh chị, chợ lớn quận 5, quận 6 á, ngay chỗ ra chợ Thiết á. Buổi sáng rất là nhộn nhịp. Không nhân, đó đây là bánh ú không nhân nè. Không nhân thì mình ăn mình chấm với đường hoặc là mình ăn không cũng được. Chấm với đường thì đỡ ngán hơn các anh chị, ăn không thì nó lạ. Ồ, đây quá trời, bán quá trời luôn, nguyên một dãy luôn các anh chị. Nguyên một dải dài luôn. Gió trầu rồi, gió thổi muốn ngã cái dù luôn. Chỉ cầm cái dù lại. Ồ, hôm nay sáng sớm rồi, mưa. Đó, mình tiếp tục mình đi. Thường là Sài Gòn mưa vào buổi chiều không các anh chị. Nay sáng sớm, ngày 2, dạ chào chị. Dạ. Bán được không? Bán tới ngày mai ha. Hai chiều hết rồi. Chuyện mưa quá trời rồi các anh chị ơi. Đó, đây là bánh ú nè. Chỗ bánh ú, đây là bánh ú, giống bánh ú Bá Tràng rồi các anh chị. Đó, nhưng mặn nhưng ngọt. Ôi, gió thổi quá trời rồi. Ồ, cái vụ muốn bay luôn. Chị này chị cầm lại nè. Đó, đây. Đó, bán hoa. Cho bà con người dân người ta đến ta mua thẳng ta mua hoa. Mua về cúng đó các anh chị. Đó, chôm chôm. Quá trời luôn. Đây là một cái đặc biệt để các anh chị. Đó, đây là những cái bó lá ngải cú và lá gì quên người ta, lá xương bồ đó các anh chị. Đó là Tết, nguyên Tết đoan ngọ đó, là nhà nào cũng mua về treo ngay cái bên hông cái cửa trước đó các anh chị, cửa chính. Cái theo mình được biết thì cái ý nghĩa là dạng mà như là xua đuổi tà ma rồi vận hạn rồi đó các anh chị. Cứ treo chừng nào mà nó héo nó rụng rồi thôi các anh chị. Các anh chị thấy là trời chuyển mưa rồi. Phút trên thì thấy vắng bớt rồi các anh chị. Cái hướng này là chúng ta đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra ngay cái xóm đạo Phạm Thế Hiển. Ra ngay cái cầu Nhị Thiên Đường đó các anh chị. Cái khu vực địa bàn quận 8 nó là một cái mảnh đất cù lao năm xưa các anh chị. Nó bao bọc xung quanh là khá là nhiều kênh rạch. Đó, như là bên tay phải màn hình các anh chị là kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, rạch Ủ Cây. Rất là nhiều kênh rạch các anh chị. Hầu như là các anh chị mà muốn qua cái khu vực quận 8 này á, chúng ta đều phải qua ít nhất là một cây cầu. Đó, trên đây có hai cái bạn trẻ đang bán bánh ú. Có cho ăn thử luôn các anh chị. Đó. Mưa rồi các anh chị ơi. Nhiễu hạt rồi. Chúng ta đến sắp đến ngay chỗ cái đầu hẻm mà chúng ta hồi nãy ban đầu mình đi vào đó các anh chị. Đó, bên tay trái bên kia đường nè. Là chi cục thuế. Các anh chị thấy đường này nó nhiễu hột rồi. Đó, bên kia là chi cục thuế. Đối diện là cái con hẻm mình đi vào đó các anh chị. Rồi chắc video đến đây chắc cũng khá là dài rồi các anh chị. Chắc mình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.